cô phải lau chùi quét dọn tất cả các ngóc ngách cho sạch sẽ. Cô nhớ chưa? Nhưng riêng ở đằng sau giường có cái chòi, cô tuyệt đối không được vô đó nếu cô chưa được sự cho phép của ta. Cô hiểu chưa? Dạ con biết rồi bà. Công việc đang đợi cô đó, làm đi, cô đi làm đi. Dạ. Nhớ những gì ta dặn nghe. Dạ. Rồi sao mình đãng trí vậy ta? Ở đây bà chủ dặn là đừng có đi vô trong rồi mà. Cô nhớ đã tới làm việc cho ta được bao lâu rồi không? Dạ thưa bà, đã được tròn 3 tháng. Đã 3 tháng qua. Ta thấy cô á, tuy cán đáng rất nhiều việc, nhưng tuyệt đối không hề kêu ca tiếng nào. Ta cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy ta sẽ cho phép cô rời khỏi đây và không cần phải trở lại nữa. Bà nói thiệt sao bà? Bà cho con về nhà luôn hả bà? Phải. Cô đi chuẩn bị hành lý đi, rồi mau rời khỏi đây,
kẻo ta đổi ý. Dạ, con đổi ơn bà. Khoan khoan. Dạ. Còn việc gì nữa thưa bà? Ta có một việc muốn hỏi cô. Dạ thưa, là việc gì hả bà? Suốt thời gian ở đây làm việc, ta thấy cô chưa hề thắc mắc tò mò, muốn biết cái chòi ở đằng sau giường, ở trong đó có gì. Bộ cô thiệt sự không muốn biết sao? Dạ, con là đệ tớ trong nhà, cho nên con chỉ biết lo làm đúng phận sự của mình. Với lại bà cũng cấm con không được vào cái chòi đó, thì con phải tuân theo, làm sao con dám cãi được. Giả lại con cũng không có quan tâm tới những gì không phải là của mình thưa bà. Cô quả là một cô gái thẳng thắn và biết giữ lời. Trước khi về đó, cô hãy cùng ta đi tới một nơi. Ta muốn cô ấy vô dọn dẹp sạch sẽ trước khi cô ra về. Nhưng mà thưa bà chủ, ta cho phép đó, cô cứ vô đi. Dạ. Đây là những gì ta ban cho con, là điều con xứng đáng có được. Bà, con cảm ơn bà, con cảm ơn bà. Chào ông. Ông còn nhớ con không? Con đến thăm ông đây. Cô gái lương thiện và tốt bụng ơi, ta đã chờ cô khá lâu rồi. Cô hãy đến nhận quà mà ta tặng cô đây. Cô gái ơi, cô hãy ngồi xuống và vốc nước lên. Dạ. Cô gái, cô hãy lại gần đây. Cảm ơn ông. Cô gái tốt bụng ơi. Dạ, con chào ông. Ta đã chờ cô khá lâu rồi đó. Cô hãy nhận món quà ta tặng cho cô đây. Để đền ơn, ta sẽ tặng cho cô những chiếc lá bằng vàng ròng thật là quý hiếm.
Con cảm ơn ông, con cảm ơn ông nhiều lắm. Con đào nó ra đi được 3 tháng rồi mà không có tin tức gì hết. Má, chắc là nó sẽ không quay về đâu hả má? Về sao được mà về hả con? Đã bán nó vô làm đầy tớ thì chỉ có chết một thay ở trong đó thôi. Kể từ ngày nó đi á, con đã tìm mọi cách để gặp gỡ công tử Phúc, nhưng mà xem ra chàng dửng dưng và lạnh nhạt với con lắm. Có lẽ công tử còn chờ đợi con đào đó má. Má, hay là bây giờ mình tung tin, tung tin là con đào nó chết rồi. Như vậy á, công tử sẽ để ý đến con. Kế này của con hay đó. Nếu mà con đào nó chết thì con là em, con sẽ được thay thế lấy công tử Phúc. Con thiệt là thông minh. Chuyện này không cần chần chờ nữa, giờ phải lập tức nhờ người qua nhà công tử Phúc báo tin là con đào đã chết. Con tưởng tượng đến ngày bên nhà công tử Phúc mang sính lễ qua hỏi cưới con. Con thấy tội nghiệp cho con đào quá à. Tội nghiệp nó quá à. Mà cũng tại số nó xui xẻo thôi. Lần này á, nhất định má con mình phải thành công, trừ khi mà bây giờ con đào về ngay lập tức. Dạ con chào dì. Chào em. Ủa, tiểu thư là ai? Sao lại gọi tôi bằng dì? Tôi với tiểu thư có họ hàng gì không? Má. Nhà mình có bà con sang trọng vậy, sao lần này má giấu con vậy? Má, đâu có. Tôi thấy là tiểu thư cũng có nét quen quen, hơi giống một người mà không thể nào. Người đó nghèo hèn, đen đúa xấu xí lắm, đâu có sang trọng đẹp đẽ như tiểu thư được. Liệu em không nhận ra chị sao? Dì ơi, con là Đào đây nè. Tiểu thư, đừng có nhận bừa nha. Sao tiểu thư có thể là con Đào được? Con chính là Đào. Nói chung là chuyện dài dòng lắm thưa dì. Để từ từ con sẽ kể cho dì và em nghe. Nếu mà dì và em không tin á, đây nè, đây là vết sẹo trên tay của con nè. Có phải là vết bỏng năm xưa không dì? Ôi trời, con ơi, nó đúng là con đào rồi. Cái gì? Con đào hả? Trời ơi, vàng thiệt đó con ơi. Hai, ba, thật chứ không phải là đồ giả đâu nghe lụ ơi. Chừng này đủ sống sung sướng cả đời, không cần làm lụng vất giả. Má dụ con đào, biểu đưa má cắt giùm. Trời, vậy mà nó đưa cái rụp bà con. Cái con đúng là thiệt là ngu dễ sợ luôn vậy đó. Nè, bây giờ cái này mình cất vô, vàng mình cất luôn, chứ dễ mình trả lại nó. Nó đừng hòng mà lấy lại. Tiền đã vô tay má con mình rồi thì đương nhiên nó là của má con mình. Má. Má nói lần này đẩy con đào tới đó là triệt luôn đường về của nó. Vậy mà giờ nó quay về trắng trẻo, đẹp đẽ, lại còn mang quá trời châu báu, vàng ngọc về nữa. Nhưng sao lại có thể được như vậy hả má? Ôi ai mà biết nó. Ai ngờ nó được thần tiên giúp đỡ đâu. Má cũng đâu có dè chuyện này nó xảy ra. Công nhận cái mạng con này nó cũng lớn dễ sợ. Bây giờ mình phải tính sao đây ta? Thì tính gì nữa. Bây giờ đó, con phải đến ngôi nhà có cái chòi kỳ diệu đó. Con sẽ tìm cách vào đó sớm nhất để trở nên xinh đẹp hơn con đào. Con cũng sẽ gom nhiều vàng
nhiều ngọc hơn nó gấp trăm ngàn lần. Trời ơi, con thông minh quá à. Tại vì nó quá ngu thôi. Nó đúng thiệt là ngu khi mà chỉ hết đường đi nước bước cho má con mình. Trời ơi. Trời là trời, nắng muốn bể đầu luôn vậy đó. Đi chừng nào mới tới nơi đây? Mà không gì muốn đẹp muốn giàu á, đừng có hòng mà giờ này tôi ra khỏi nhà. Trời, nhức quá. Nhất định lần này mà quay về mình sẽ lấy thật nhiều vàng và ngọc để đỡ bỏ công đi. Cô gái ơi, làm ơn bắt giùm những con sâu đang đục khoét thân tôi đi, nó làm tôi ngứa ngáy khó chịu quá. Trời đất ơi, sâu quá trời luôn, quyên ề luôn, kêu tôi bắt vậy. Thôi, thấy ghê quá, không bắt đâu. Khoan đã, nếu như mà mình không bắt sâu giùm ông ta thì mình đâu có vàng đâu. Thôi kệ, có cách rồi. Được rồi, tôi sẽ bắt giùm ông. Tại sao cô lại bẻ cành của tôi? La cái gì mà la, sâu quá trời như vậy nè, bắt từng con chừng nào mới hết? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tay tôi mà đụng vô mấy con sâu này vậy? Cho nên tôi bẻ cành cây này nè, tôi quét mấy con sâu cho nó lẹ đó nè. Đau quá. Xuống này. Đi. Đau quá cô gái ơi. Mỏi chân quá. Ủa, khoan đã, chắc là cái giếng này rồi. Khắp thế